Thưa quý vị, tối qua ngày 23 tháng 3, Thành đoàn Đà Nẵng long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023, trao kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ, trao giải thưởng 26 tháng 3 cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu và khai mạc hội trại Vững Bước Tiên Phong năm 2023 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm thành phố. Đến dự, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Kỷ niệm 92 năm thành lập đoàn là thời điểm quan trọng để đoàn tiếp tục khẳng định vai trò người bạn đồng hành thân thiết tin cậy của thanh niên trên mọi lĩnh vực, là môi trường tốt nhất để thanh niên rèn luyện cống hiến trưởng thành. Với chủ đề công tác năm là năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn, là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội đoàn thành phố lần thứ 19, nhiệm kỳ 2022-2027, năm tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Thường vụ Thành đoàn kêu gọi các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên toàn thành phố phát huy vai trò xung kích tình nguyện, khả năng sáng tạo trong tham gia ứng dụng công nghệ mới, đẩy nhanh quá trình thực hiện chuyển đổi số, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế xã hội tại đơn vị địa phương. Để ghi nhận những cống hiến không ngừng nghỉ cho sự nghiệp bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, Ban Thường vụ Thành đoàn trao kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ, phần thưởng cao quý nhất của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho 10 đồng chí đã luôn dành những tình cảm, tâm huyết cho sự phát triển của tuổi trẻ thành phố, đồng thời trao giải thưởng 26 tháng 3 năm 2023 cho 52 cán bộ đoàn tiêu biểu có sáng kiến, mô hình, giải pháp mới tiêu biểu được áp dụng thành công vào thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng xã hội. Trong không khí sôi nổi của những ngày tháng 3, dịp này, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố khai mạc hội trại Vững Bước Tiên Phong năm 2023 với nhiều hoạt động sôi nổi.